Kính viễn vọng không gian James Webb là một thành tựu đột phá của NASA. Kính viễn vọng không gian James Webb là một đài quan sát không gian lớn nhất và mạnh nhất của NASA. Sau gần 3 thập niên chờ đợi từ năm 1996 cho đến năm 2022, James Webb, kính viễn vọng không gian mạnh nhất lịch sử, sở hữu độ phân giải cao chưa từng có, đã tiến thẳng vào không gian và sống sót ngoạn mục sau sứ mệnh tự lắp ráp kéo dài hai tuần của nó khi đang bay ngoài vũ trụ. Đội ngũ kỹ sư tại Viện Đại học Điều hành Kính Viễn Vọng Không gian ở thành phố Baltimore, Maryland đã gieo mừng phấn khởi khi cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, NASA, thông báo trên Twitter rằng cánh gương cuối cùng của kính viễn vọng James Webb đã được khai triển. Ngày 25 tháng 12, 2021, Kính viễn vọng không gian James Webb, trị giá 10 tỷ Mỹ kim do 17 quốc gia hợp tác phát triển, đã đưa hỏa tiễn đẩy Ariane 5 phóng thẳng lên vũ trụ từ bãi phóng ở Kourou, Guyana thuộc Pháp. James Webb sẽ nghiên cứu một số lĩnh vực của thiên văn học và vũ trụ học khi nhìn sâu vào vũ trụ để nghiên cứu cách vũ trụ hình thành. Chỉ vài tuần sau sự phấn khởi và lo lắng khi phóng, kính viễn vọng không gian James Webb đã tìm kiếm điểm tập trung trong không gian. Sau khi thoát khỏi trái đất, cổ máy đặc biệt nặng hơn 6 tấn và lớn bằng một sân tennis đã quay, kéo dài và xoay các bộ phận của nó thành cấu hình cuối cùng ngay trong không gian, một sự biến đổi khó khăn được thực hiện trong khi nó đang bay đến một điểm trong không gian cách đó 1.609.344 km. Từ cuộc vận hành đầy nguy hiểm liên quan tới hàng trăm bước thực hiện tự rắp lắp trong hành trình bay đến không gian. James Webb sắp đưa ra lịch sử khám phá không gian của loài người sang một trang mới. Đối với đội ngũ các khoa học gia và kỹ sư quốc tế làm việc trong sứ mệnh kính viễn vọng không gian James Webb và đối với những người đam mê không gian trên toàn thế giới, đó là một sứ mệnh kéo dài 15 ngày, cực kỳ căng thẳng, một mất, một còn. Kính viễn vọng không gian James Webb phải thực hiện từng bước một cách hoàn hảo. Và mặc dù các kỹ sư đã thao diễn trình tự được biên soạn cẩn thận trên trái đất trước đó, nhưng không có gì báo trước là James Webb sẽ thực hiện như thế nào khi nó đi vào không gian. Một sai lầm trong việc vận hành sẽ khiến cho cổ máy đặc biệt này rơi vào kết cuộc tàn khốc, phát nổ trong không gian. Nhưng vào ngày 8 tháng Giêng năm 2022, cánh gương cuối cùng, quan trọng nhất, của kính viễn vọng James Webb đã được khai triển. Nó đã sống sót trong không gian một cách hoàn hảo. Bắt đầu một kỷ nguyên mới khám phá mọi giai đoạn của lịch sử vũ trụ. NASA cho biết, trong khoảng 5 tháng tới, các nhóm nhà khoa học ở trái đất sẽ hoàn thành thử nghiệm và chỉnh sửa kính viễn vọng không gian James Webb từ xa để chuẩn bị cho những quan sát khoa học đầu tiên. Sau khi vừa tự bay vừa tự hoàn tất quá trình lắp ráp trong không gian, James Webb sẽ có khả năng quan sát vũ trụ, ghi lại hình ảnh của các vật thể đã hình thành hơn 13 tỷ năm trước. Nhiệm vụ của James Webb là kể câu chuyện quá khứ của vũ trụ, quay ngược thời gian và nghiên cứu vũ trụ sơ sinh, một vương quốc bức xạ đầy hỗn loạn và nóng bỏng mà từ đó các ngôi sao, thiên hà, hành tinh và con người xuất hiện bằng cách nào đó. Trong hai tuần nữa, James Webb sẽ đến điểm đến cuối cùng, một điểm trong không gian được gọi là L2, cách trái đất 1.609.344 km, một khoảng cách gấp bốn lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Đó là một khởi đầu tốt đẹp cho một sứ mệnh với nhiều trở ngại của James Webb. Trước đó, dự án chế tạo kính viễn vọng không gian James Webb khởi đầu từ năm 1996 và dự định phóng vào vũ trụ năm 2007. Tuy nhiên, James Webb đã chịu gánh nặng từ nhiều lần, trì hoãn do ngân sách tăng cao, do những trục trạc nội bộ từ phía con người. Cuối cùng, sau gần ba thập niên miệt mài làm việc và vượt qua mọi khó khăn về tài chính, kính viễn vọng không gian James Webb đã xảy cánh bay vào không gian. Không để cho con người phải thất vọng, nó đã tự mình hoàn thành quá trình lắp ráp trong không gian, mở ra hy vọng cho con người hiểu về lịch sử của vũ trụ. Thomas Jubergen, phó giám đốc điều hành NASA vui mừng cho biết, đó là một kỳ tích, một cột mốc đáng kinh ngạc cho loài người trong hành trình khám phá vũ trụ. Chúng ta hãy nhìn vào sự hoàn hảo phi thường mà James Webb đã đạt được. Đằng sau nó là hàng trăm bộ ốc miệt mài làm việc là những khó khăn kéo dài hàng thập niên. Cuối cùng, lịch sử đã được thành lập. Theo NASA thì nhóm nghiên cứu kính viễn vọng không gian James Webb có thể sẽ bắt đầu di chuyển 18 phân đoạn riêng lẻ gương vàng lục giác của Đài Thiên Văn ra khỏi cấu hình phóng của họ vào ngày thứ Tư 12 tháng Giêng 2022. Quá trình này diễn ra chậm và phức tạp, dự định sẽ mất khoảng 10 ngày. Mỗi phần trong số 18 bộ phận gương chính được giữ cố định bởi bảy bộ truyền động khác nhau, có thể điều chỉnh vị trí và độ cong của chúng một cách cực chính xác. Nhưng ngay cả khi quá trình này hoàn tất, nhóm quan sát sẽ cần thêm khoảng 3 tháng để các tổ ong gương kết hợp với nhau để tạo ra một hình ảnh sắc nét. James Webb đã hoạt động trong không gian được 18 ngày và đi được hơn 82% dặm đường để đến đích cuối cùng. Đài quan sát sẽ quay quanh một điểm được gọi là điểm là Grand 2 của trái đất, mặt trời, hay L2 nằm cách trái đất gần 1 triệu dặm ở về phía đối mặt với mặt trời. Đài quan sát bao phủ hơn 740 dặm và còn 160 dặm nữa. Khi James Webb tiếp tục hành trình đến L2 thì các nhà khoa học và kỹ sư đang chuẩn bị cho kính viễn vọng James Webb sẵn sàng nhìn vào vũ trụ. Họ cũng đang xem xét một nhiệm vụ có khả năng kéo dài lâu hơn nhiều so với dự đoán ban đầu là 10 năm của James Webb bởi hệ thống hỏa tiễn đẩy Orion 5 đã đưa James Webb vào quỹ đạo hoàn hảo đến mức giúp cho James Webb chỉ cần phải tiêu thụ một lượng nhiên liệu không nhiều trong hành trình đến L2 mặc dù nhiên liệu không phải là yếu tố duy nhất có thể hạn chế thời gian tồn tại của sứ mệnh kính viễn vọng không gian James Webb nhưng đó là một yếu tố quan trọng hiện tại thì NASA sẽ không đưa ra con số chính xác về thời gian tồn tại của thùng nhiên liệu đó nhưng các nhà đứng đầu dự án rất lạc quan kính viễn vọng không gian James Webb hứa hẹn sẽ mang lại cho con người những kiến thức chưa từng có về vũ trụ Dẫu không thể nói chính xác về những gì James Webb có thể nhìn thấy trong hành trình 10 năm tiếp theo của nó ngoài không gian, nhưng với mắt khổng lồ của nó nhìn thật sâu vào các thiên hà cổ đại, vào thế giới ngoài hành tinh, vào các ngôi sao khổng lồ thì loài người càng có nhiều khả năng khám phá ra những điều gì đó mà chúng ta chưa từng tưởng tượng được. Vậy James Webb, người NASA đặt tên cho kính viễn vọng không gian James Webb là ai? James Webb Tên đầy đủ là James E. Webb, sinh năm 1906 và mất năm 1992. Ông từng là người điều hành NASA từ năm 1961 đến năm 1968. Năm 2002, kính viễn vọng không gian thế hệ tiếp theo được NASA đổi tên thành kính viễn vọng không gian James Webb như một lời tri ân dành cho ông người đàn ông mà NASA đã chọn tên để đặt cho kế nhiệm kính viễn vọng không gian Hubble có liên quan rất nhiều đến chương trình mặt trăng Apollo. Mặc dù Tổng thống John Kennedy nung nấu kế hoạch Mỹ phải đưa con người lên mặt trăng sau thập niên 1960 kết thúc, nhưng James Webb lại tin rằng chương trình không phải vượt trên cả một cuộc chạy đua chính trị. Ông tin rằng NASA phải đạt được sự cân bằng giữa chuyến bay của con người vào không gian và phục vụ mục đích vì khoa học. Bởi sự kết hợp như vậy sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác để củng cố kiến thức và ngành kỹ nghệ hàng không vũ trụ của không gian. Dưới sự lãnh đạo của James Webb, NASA đã thực hiện một trong những dự án đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử khi đưa con người đổ bộ lên mặt trăng vào năm 1969 thông qua sứ mạng Apollo 11. Vào thời kỳ đỉnh cao của chương trình Apollo, NASA có 53.000 nhân viên và hơn 400.000 nhà thầu tại hàng nghìn công ty và trường đại học trên khắp nước Mỹ. Như người chịu trách nhiệm điều hành NASA, Sean O'Keefe đã nói khi ông công bố tên mới cho kính viễn vọng không gian thế hệ tiếp theo rằng: "Thật phù hợp khi người kế nhiệm của Hubble được đặt tên để vinh danh James Webb. Nhờ những nỗ lực của ông ấy, chúng ta đã có những cái nhìn đầu tiên về quan cảnh đáng ghi nhớ ngoài không gian ông ấy đã đưa quốc gia của chúng ta thực hiện chuyến hành trình khám phá đầu tiên biến trí tưởng tượng của chúng ta thành hiện thực